Ngày mùng 2 tháng 1, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại đây đã tiếp nhận điều trị cho một trường hợp có sự thay đổi màu da sau khi chào đời liên quan đến yếu tố bệnh lý. Bệnh nhi là bé gái 29 ngày tuổi, con của một sản phụ ngụ tại tỉnh Tiền Giang. Khai thác thông tin bệnh sử của bệnh nhi, các bác sĩ cho biết, thời điểm chào đời, bệnh nhi sinh đủ tháng, cân nặng 2,5 kg. Sau khi lọt lòng mẹ, cơ thể trẻ có sự thay đổi bất thường với biểu hiện làn da toàn thân của bệnh nhi sạm đen dần. Bên cạnh đó, bé bú ít, ói nhiều lần trong ngày, cử động tay chân yếu, thở mệt, tay chân lạnh. Tại bệnh viện Nhi đồng thành phố, các bác sĩ đã thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, tìm nguyên nhân bất thường. Kết quả cho thấy bệnh nhi có tình trạng nhiễm trùng, rối loạn chuyển hóa máu. Kết quả CT scan ghi nhận bé gái bị thiếu sản tuyến thượng thận hai bên. Sau hội trần, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị bệnh lý nội tiết suy tuyến thượng thận nguyên phát do thiếu sản tuyến thượng thận. Tình trạng trên dẫn đến giảm sản xuất các hormone cortisol có tác dụng giữ natri và nước. Hormone aldosterone có tác dụng tái hấp thu natri, thải kali, làm giảm natri, tăng kali máu. Đồng thời, giảm tưới máu thận dẫn đến kích thích bộ máy cạnh cầu thận tăng tiết renin, tuyến yên tăng tiết hormone ACTH để kích thích tuyến thượng thận hoạt động nhưng không hiệu quả, đưa đến tăng tiết renin và máu là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi màu da ở trẻ bệnh nhi đã được đặt nội khí quản cho thở máy, đồng thời điều trị chống sốc, sử dụng kháng sinh, an thần, điều trị nội khoa tích cực. Sau 3 tuần điều trị, tình trạng của bệnh nhi đã dần cải thiện, đã cai máy thở, các chỉ số sinh hiệu ổn định.